Thẳng vô. Đây, ghế đây rồi. Lên phía trước. Rồi, ổn định chỗ ngồi. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Mở cho. Trời ơi, đẹp gái quá ha. Nay trai tài gái sắc gặp nhau rồi. Trời ơi, Bạch công tử ha, Bạch liêu lên ha. Xin bây giờ Bạch công tử giới thiệu trước cho mình ở đâu nè. Dạ, em lần đầu tiên em cho em xin phép chào chị Cát Tường. Này không phải Bạch liêu rồi. Chào quý vị khán giả và đặc biệt là chào bạn gái ở bên kia đại team. Em tên là Nguyễn Văn Nhi. Em đến từ miền Trung, Quảng Trị. Hiện tại thì đang làm ở hướng dẫn viên và huấn luyện viên ở gốc ở sân gốc ở Cam Ranh. Wow, thèn chi phong độ dữ, dân chơi thể thao mà. Nhi hả, tên Nhi hả? Dạ. Nhi là năm nay bao nhiêu cái xương xanh? Em 37 rồi. 37 là sinh năm nhiêu cơ? Em 82. 82. Tham gia môn thể thao này bao lâu rồi mà giờ làm huấn luyện viên luôn, ghê vậy? Em tham gia gần 10 năm. Mà lúc đầu em vào thì cũng là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng mà làm một thời gian thì em thấy đam mê cái môn này, bắt đầu em tập luyện. Em thích một người anh nói một câu rất là hay là bạn muốn thành công ở cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải trở thành một thầy trong cái lĩnh vực đó. Và em cố gắng học và bây giờ em và vừa rồi em mới đi thi lại rồi. Vậy là quá hay rồi. Có biết chơi môn thể thao đó không em? Dạ. Thích chơi không em? Anh sẽ huấn luyện cho em, anh làm huấn luyện viên cho em. Anh này dễ thương lắm, tự tin, công việc sự nghiệp ổn định. Rồi giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào anh Nhi và em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Hiền ạ. Em ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ, hiện tại thì em đang ở Tân Phú. À, quê ở Bình Thuận thôi. Dạ đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì làm việc rất là quyết đoán, đâu ra đó ạ. Và rất là cẩn thận ạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì đôi khi em cũng hơi nóng nảy. Rồi với lại hay khóc. Ai làm gì mà khóc? Dạ. Khóc là khóc trong cuộc sống hay là khóc trong công việc hay là... Nói chung là cứ hay bị cái bực bội lên hay là cái gì đó nói mà không nghe hay gì đó. Mình nói người ta không nghe, mình tức mình cũng khóc. Hay. Rồi ai nói gì mình không giữ ý mình cũng khóc. Hay. Ủa có biết tiếng Nhật hả? Đúng không? Trời ơi, gì sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Sao vậy? Vụ gì? Bữa nay tâm lý không ổn định hả? Dạ không có. Trời ơi, sao tự nhiên cổ tôi mới hỏi mấy câu cổ sắp khóc rồi kìa, giờ anh tính sao đây? Từ tiên lên em ơi. Cổ vô cổ vũ cổ thầy câu coi. Cổ sợ nãy giờ cổ đòi cổ bỏ về luôn á, thiệt á. Nãy giờ trước khi ghi hình là cổ muốn về đó. Dạ. Thôi hai bạn tự nói chuyện nhau xíu đi, nhiều khi hơi trai nó khác tôi á. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng từ tiên lên để mà tham gia chương trình chứ có gì đâu mà phải sợ phải khóc em. Bữa nay biết đâu mình có thêm một người cùng đồng hành với mình trong cuộc sống. Vui lắm, một mình buồn lắm em. Đôi lúc cô đơn lắm, cởi mở lên, tự tin lên. Nha cưng nha. Rồi, tới phiên Nhi đi nè. Điểm mạnh, điểm yếu của Nhi là cái gì? Điểm mạnh của em thì thẳng thắn, dễ hòa đồng, có năng khiếu về thể thao, bóng chuyền, đặc biệt là bóng chuyền với gôn. Em biết nấu ăn, ca hát cũng được. Hay quá. Thôi hát bài tặng bạn gái đi, bạn gái đang hồi hộp quá. Thì em hát một đoạn trong bài Em yêu anh như yêu cô hò vì dặm để tặng bạn gái. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào như biển cả, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu ơi, thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vẫn vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương. Hay quá trời ơi, đẹp trai cao ráo, chơi thể thao quá hay nữa. Phụ nữ nào mà chịu nổi, anh này nói ế tôi cũng tin nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình, chưa học 12 xong em đi vừa rồi thì có quen một người bạn, là lúc đó bạn đó học của em 2 lớp. Có đi bộ đội nữa?
Dạ em có đi bộ đội, em đi bộ đội ra em học tiếp. Rồi. Cái mối tình đó thì sau khi em đi bộ đội về thì kiểu giống như em còn đi học nữa thì bạn đó chơi được. Mối tình gần đây thì em quen bạn đó thì bạn còn mới có 20 hơn 20 tuổi à. Mà Tết vừa rồi thì bên hai bên gia đình cũng nói chung, bên bố mẹ em cũng nói là quá thưa chuyện bên gia đình bên bà đó, nhưng mà bà đó nói bạn nó còn nhỏ, bạn chưa nghĩ đến chuyện đó. Thì em cũng chủ động là em nói về thôi thì mình dừng lại. Có nghĩa là bây giờ thí dụ tìm được cái đối tượng phù hợp thì em mong muốn bao lâu nữa thì mình kết hôn là vừa? Dạ, trong vòng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm thôi ha. Thế còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ trước giờ thì em trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình? Dạ. Lý do sao chia tay, quen được bao lâu? Nhưng mà thật ra thì đã rất là lâu rồi ạ. Bây giờ thì mọi thứ cũng đâu giờ đó hết rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi. Nên là em cũng không muốn nhắc lại nhiều quá về cái là bao lâu rồi? Cái mối tình sau đó, sau cùng này là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cũng 5 năm rồi đấy chị. 5 năm? Dạ. Nhưng mà mình cũng phải nhớ cái lý do tại sao mình chia tay chứ. Thì lúc đó thì đại khái là mình nói cái từ không hợp nhau đi cho nó nhẹ nhàng nhau vậy thôi. Cứ mỗi lần hết cái gì cái là không hợp nhau chia tay. Mình muốn hợp là nó hợp, mà mình muốn không hợp là dạ, không hợp. Tại vì mình sinh ra không có ai hợp ai hết trơn á. Mình thích hợp thì mình sẽ hợp. Dạ đúng. Mình phải thay đổi cho phù hợp. Mình đã không thích rồi cỡ nào nó cũng không hợp hết trơn á. Ha. Rồi suốt 5 năm qua lý do tại sao em không quen được ai? Dạ thì công việc nó cứ cuốn mình đi hết cái việc này đến việc kia và học tập làm việc như vậy thôi. Hiện tại bây giờ công việc em đã ổn định chưa? Hiện tại thì là em đang làm báo cáo thuế rồi ở nhà lãnh về nhà làm ạ. Có bao giờ em nghĩ là em sẽ lấy chồng ở xa chưa? Thì nếu mà người ta cho em đủ niềm tin thì em sẽ về. Đó, đó là cái câu mà chị thích nghe. Chứ còn thật sự á, tình yêu nó khó nói lắm. Dạ đúng á. Mình không có cái lập trình nào mà đưa ra trước kế hoạch hết á. Tại vì khi tình yêu nó tới, nó sẽ thay đổi hết tất cả những kế hoạch trước đây của mình. Mỗi người bạn trai mà em đang tìm kiếm là người như thế nào? Em thích bạn trai tự tin, trung thực và sống tình cảm ạ. Về ngoại hình? Em thì thiện cảm với các bạn ăn mặc chỉnh tề tí. Em không thích bạn nam mặc bụng bự. Không thích bụng bự. Rồi. Thế em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Yeah. Mỗi người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái của em thì nó cũng nói chung là cũng cao thì cỡ 1m56 trở lên, nói chung là hơi hiền tí, và mỗi người về gia đình trong tình yêu thì trung thủy. Có cái về ngoại hình như thế nào không? Đây tìm đi ảnh trong 4 anh đó, đó là có một ảnh đó. Da hơi trắng tí, tóc dài thì tốt. Rồi đó, 4 cô đó kiếm cô đi. Trùng hợp quá ha, người nào cũng tấm hình 4 người hết trơn, 1 chọi 4. Ráng kiếm trúng nha, kiếm trúng ai tôi gả người nấy luôn á. Khó ha em ha, 4 người sẵn sàng nhau phải không? Em có cái gợi ý gì cho cổ không? Tôi gợi ý em ở ngoài với trong hình khác nhau xa lắm luôn á. Chị nhìn mà chị không thấy luôn, chị không nhận ra em luôn. Rồi trong có 4 người đó thì anh ăn mặc hơi khá nổi đấy em. Giờ không có 4 ông đó, ông nào huấn luyện viên? Tại sao chọn anh đó? Em cứ đoán vậy. Đoán vậy thôi phải không? Rồi, hy vọng em đoán đúng. Ở nay nhận ra chưa? Ai? Em nghĩ là người này. Rồi, giữ nguyên hiện trường. 1 2 3 mở cửa trái tim. Rồi xem mình chọn đúng hay sai. Không, anh này chụp hình không có giống trong ảnh chút nào. Sao em chọn đúng không? Em nghĩ là em chọn đúng. Em nghĩ em chọn đúng, và hình như bạn gái mới cắt tóc. Tóc ở đây dài hơn đúng không? Dạ yeah. Mới cắt tóc. Anh đã chọn đúng em trong 4 cô gái đó. Nhưng em thì không đúng. Biết ảnh là ai chưa? Trời ơi, sai nữa. Đã sai càng thêm sai. Phạt double. Đây nè, nổi nhất cái nè. Nhìn hình còn đón chật nữa. Em nói nghe nè, mà sao chơi thể thao mà bụng cũng có bự có bụng vậy? Cái đó là em thấy nó hơi nghịch lý ở cái môn thể thao này, là nó như vậy. Cái môn thể thao này em đi bộ quá trời luôn, em bụng nó nhỏ lại. Lý do? Bụng nhỏ thì mình phải tập gym để hỗ trợ. Mà hiện giờ em có tập thể lực thêm không? Dạ em có. Tập thêm chứ, tôi thấy là cái bụng lúp lúp lại nha. Tôi nói trước rồi, cái bụng nó hơi lúp lúp rồi đó. Tướng cao ráo ngon lành. Rồi bên này giờ cô này đón chặt rồi, giờ tính sao đây? Thôi giờ trước tiên cũng tặng quà cho người ta trước đi, rồi mới phạt người ta sau nè. Dạ, rồi thì món quà này, cái này là món quà anh tự làm. Tự làm nữa hả? Handmade. Nói chung cùng em cũng được nhung nghe lắm. Em tặng em cái này. Tại vì anh thấy cái này là cái tên nó rất là hay, là sống đời. Thì em cũng muốn là trong cái vấn đề gì vậy, nó phải lâu dài. Dạ, trong chuyện tình cảm vậy đó, đó em muốn tặng cho em cái này với cái ý nghĩ từ cái tên của nó là sống đời. Dạ em cảm ơn. Và em cũng
tặng cho chị Cát Tường cái này handmade của em luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ coi cái quà bạn gái trước coi, cái gì ảnh làm, cái gì anh tự làm kìa. Gì chơi thể thao mà còn tự làm đồ handmade nữa hả? Cái gì vậy em? Em thử cầm lên em nhận ra cái gì vậy? Cái đó là gì em? À, cái treo. Cái này em có thể là treo móc khóa hoặc là treo thường thường, nếu mà treo trước xe ô tô cũng đẹp. Không thể treo móc khóa. Đàn ông mà tự làm ghê thiệt ha. Tự làm là em tự làm cái dây tua tua này đúng không? Được, cái tay bóng này lúc trước đó nó nguyên tròn vậy, nhưng mà cái này em... À, em tự đục khoét vô rồi em làm ra cái này luôn. Ồ, rồi cảm ơn nha. Bạn gái là hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Nhiệm vụ của em là làm sao mà tiếp cận được cổ nha, rồi nói chuyện sao cho nó hợp lý. Vậy thì Tường sẽ mời hai bạn ăn trưa với nhau ha. Chương trình mình là hẹn ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nói chuyện với hai bạn. Đây là món bò nướng lá lốt, một món thuần Việt vùng Nam Bộ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nguồn gốc của nó từ Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, Tường cũng không biết thông tin này luôn nha quý vị. À, và lan sang Đức và phát triển mạnh ở nhiều châu lục. Một món nhậu tuyệt hảo cùng với bia tươi. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức món bò nướng lá lốt của nhà hàng nha. Vừa ăn, vừa trò chuyện, tâm sự với nhau, làm sao cho cổ bớt rung, bớt hồi hộp nha. Rồi, nhớ hỏi chuyện tình yêu đồ, quan điểm tình yêu đồ luôn nha. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, khỏi nói. Dạ, nhưng mà em ăn chay trường ạ. Em ăn chay hả? Hay. À, chay trường luôn. Dạ. Hồi nãy em vừa về rụt ra, em muốn khóc, có vậy không, hay là mấy chị đùa? Dạ, em hơi nhát ạ. Dạ. Thế anh em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận về anh như thế nào? Ủa là anh từ Cam Ranh vô ạ? À, đúng rồi, anh từ Cam Ranh vào. Anh từ Cam Ranh vô hồi nào ạ? Hồi tối anh bay vào ạ? Anh vào từ sáng hôm qua. À, vậy là hiện tại anh đang ở nhà bạn hay là ở như thế nào? Trong này có chị gái của anh với em gái. À. Em có hay về quê không? Dạ, thỉnh thoảng ạ. Một năm em về có vài lần. Trong cái vấn đề tình cảm thì theo em quan niệm em cần một người đàn ông như thế nào? Dạ, chân thành ạ. Chân thành. Dạ. Ngoài chơi thể thao ra và anh cũng rất là thích tìm hiểu về nấu ăn. Dạ, anh có thể ăn chay được không ạ? Anh ăn chay cũng được, tại vì giống như ở nhà mẹ anh cũng ăn chay. Dạ. Một tháng, nhưng mà mẹ ăn một tháng 4 ngày thôi. Dạ. Những ngày đó thì có thể là mẹ mua món chay về rồi ăn cả nhà luôn cũng được, cũng chẳng sao. Anh cũng nói chung ăn trong ăn uống anh cũng dễ lắm. Không khó lắm. Vậy thì anh dùng đi ạ. Anh... Vậy là em ăn chay trường rồi luôn hả? Em ăn chay trường xong có được không anh? Đương nhiên mà em ăn thì cái đó là quyền của em mà. Như vậy thì em đâu có làm được ăn gì cho anh ăn được đâu. Thì nói chung là em làm thì anh cũng có thể tự làm được. Ví dụ sau này mà hai người về ở với nhau mà ăn chay trường không thì anh cũng nếu như mà chắc anh phải tập thích nghi đấy. Tại vì ví dụ một tháng ăn khoảng 4 ngày thì anh ăn được, đúng không? Nhưng mà bây giờ rồi ăn chay trường rồi mà... Rồi hơi cám gót quá vậy. Ở ngoài tôi nghe, tôi định chút xíu mới vô mà tôi nghe cái đoạn ăn chay trường. Ủa, ăn chay trường luôn hả em? Dạ. Ăn trường luôn. Trời ơi, rồi biết nấu ăn không cưng? Dạ, em biết nấu. Rồi mai mốt rồi lấy vợ về mà vợ không có nấu cho ăn rồi. Không, vợ nấu thì em nấu được, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc nhưng là... Nhưng mà ai nấy nấu hả? Một là mày ai nấy nấu, mà không thì một mình em phải nấu hai phần. Trời ơi, thương quá. Ủa mà lý do sao mình ăn chay luôn nhờ cơ? Ăn chay từ lúc nào? Lâu chưa? Dạ, chính thức ăn trường thì được một năm mấy rồi ạ. Ồ, vậy là tốt. Dạ. Lắm. Tụi em mốt thì vợ ăn chay riết rồi, từ từ cho ảnh ăn tuần 2 ngày thôi em. Được không? Dạ. Thôi giờ cho hai bạn bốc vài lá bài nha, cho bạn nữ bốc trước đi. Mình tìm hiểu nhau một xíu kỹ hơn, đọc lớn yêu cầu trong đó và thực hiện. Hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác không? À, hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác golf. Có đem đồ nghề theo không? Hồi sáng đi cùng vội nữa, mong mang đi. Nhưng mà bây giờ anh có thể mô phỏng được. Rồi, đúng rồi. Huấn luận viên đó nha. Bây giờ là cái này là yêu cầu em tự tập là dạy cho bạn gái. À trời ơi, có dạy cho bạn gái luôn ha. Em tập trước đi, là chị cho em dạy cho cổ luôn. Đây là cái động tác đánh gôn cơ bản. Ủa sao tôi thấy eo cũng di vận chuyển mà ta sao bụng vẫn bự ta? Đó là mình đánh những cái kỹ thuật đánh xa, đánh long game. Khi mà mình đánh trên một cái mặt bằng người ta gọi là green thì mình sẽ có kỹ thuật butter. Nhưng mà hôm nay mình không mang cái bird đi. Và mình sẽ dùng cái bird để mình gạt nhẹ cho nó vào lỗ. Bay thẳng không? Kỹ thuật này thì trong môn golf thì mình chỉ đánh bằng vai và không đánh nhiều bằng tay. Dạ. Không đánh nhiều bằng tay.
Bạn nữ ra làm thử động tác không bạn nữ? Ra ảnh chỉ cho động tác coi. Dạ được ạ. Rồi bây giờ mời em đọc lớn yêu cầu trong đó lên. Bạn nữ thử cảm giác nắm tay bạn nam. Em hãy nắm tay bạn nam rồi em nói lên cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình. Em đứng lên đi em, cho người ta qua nắm tay hay là em qua bển luôn đi. Dạ thôi được ạ. Hay là em đưa dạ, qua đúng đây. Được ừ, đúng dạ, rồi. Dạ, đúng được ạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay 30 giây rồi nói cảm nhận của mình. Nắm không còn nhịp chi vậy? Dạ được rồi. Rồi. Rồi cảm nhận như thế nào? Em thấy bàn tay của anh ra mồ hôi. Còn em không biết ạ. Bà sắp khóc nữa rồi đó. Kêu nó bà sắp khóc nữa rồi đó. Sao không biết, mình nắm tay người ta mình phải thấy cái tay đàn ông nó khác tay đàn bà chứ. Đúng không? Nắm tay trai nó có điện chạy qua hay không? Trai sần sùi hay khô ráp? Hay là nắm tay mà vô cảm không có cảm xúc gì, thí dụ vậy? Em không biết không? Em không biết là em không nói được hay là em không có cảm xúc. Hai cái nó khác nhau. Không có cảm xúc là khác, mà có cảm xúc mà không nói ra được bằng lời nó khác. Tại vì em không có nói xạo được á. Thì em đâu ai kêu em nói xạo đâu. Em có sao em nói vậy chứ ai kêu em nói xạo. Thì chị nói nếu em không có cảm xúc thì em nói không có cảm xúc. Em chỉ biết là cái tay anh đổ mồ hôi. Dạ đúng rồi. Vậy em thôi. Chỉ biết cái tay anh đổ mồ hôi chắc anh cũng hồi hộp chị ạ. À, tay em có đổ mồ hôi không? Dạ không ạ. Thế thì còn cú cổ một cái coi. Vậy lúc cổ nắm tay em thì em cảm thấy như thế nào? Dạ thấy có vẻ như cái nhiệt độ của bạn ấy không nóng bằng em. Em thấy bên tay của bạn mát. Tay bạn nó mát, tay em nóng. Yeah. Vậy là nắm tay chỉ để đo nhiệt độ thôi, chứ nắm tay không nói lên được cảm xúc thôi quý vị. Thôi thì bây giờ cuộc vui nào rồi cũng tàn, phải đến lúc kết cuộc chứ không lẽ giờ mình chạy hoài thi đấu cũng phải dừng đúng không ạ? Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, 30 giây cuối cùng. Mỗi người nói lên một câu nữa thôi. Cảm xúc của mình ngày hôm nay khi tham gia chương trình, hiện tại mình cảm thấy như thế nào, hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước, hãy nhìn nhau 30 giây rồi nói. Anh thấy em rất là hiền và gần như là hơn cả chiều hiền nữa. Hôm nay mà đến tham gia chương trình nên rất là vui được quen biết và gặp gỡ em. Nếu như mà có thể thì anh em có thể là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn gái. Hôm nay đến đây thì em cũng cảm ơn anh vì thật ra là gặp nhau cũng đã là cái duyên rồi. Thì đâu đó thì em không biết như thế nào, nhưng mà em chỉ biết là em cảm ơn anh nhiều ạ. Thì ngày hôm nay chương trình chỉ là bản thân chị Tường chỉ tạo cho hai em một cơ hội để gặp nhau thôi. Còn cái quyền quyết định là ở hai bạn. Bạn trai cũng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây ha. Cho nên bạn gái nói lời cảm ơn mình là cũng đúng rồi. Thế thì bây giờ còn đi được với nhau cái đoạn đường nào nữa hay không là quyết định của hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhưng mà cái nút bấm này là nút bấm để kết duyên, nút bấm để mà trở thành một cặp đôi hẹn hò, không phải nút bấm để kết bạn. Nếu chúng ta cảm thấy thật sự rung động và có cảm xúc với đối phương thì chúng ta mới bấm nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Vì em nghĩ là mình không bấm thì sẽ cho anh rất là nhiều cơ hội tốt hơn sau này. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế tại sao em trai lại không bấm? Bây giờ em muốn ở quen một người nào có thể là có nhiều thời gian để giống như hiện bạn hiện đấy, thì em cần phải có nhiều thời gian hơn nữa, tại vì bạn rất là rụt rè và nói chung là cần có người để ở bên cạnh nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ em ở ngoài đó một tháng và một lần thì không đủ thời gian để mà chăm sóc cho bạn. Thật ra thì chị rất là đồng cảm với hai bạn. Chị thấy nếu mà bỏ ra cái việc khoảng cách về địa lý thì chị nghĩ là hai bạn cũng khá là đẹp đôi với nhau. Thì Tường rất là tiếc ngày hôm nay. Thôi mời hai bạn đứng lên. Tường rất là tiếc vì chị thấy đây là một cặp đôi mà nhìn bên ngoài hoàn toàn mọi thứ rất là ok, hợp nhau rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không vượt qua được một số những khó khăn ở phía trước. Thì vậy là có cái duyên gặp mặt nhưng mà cũng chưa có cái duyên để đến được với nhau. Vậy Tường cũng mong là hai bạn đừng buồn và có thể chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Đặc biệt là em gái, đôi lúc mình cũng phải tự tin lên một chút xíu, dạn dĩ hơn một chút xíu để cho mình một cái cơ hội, cho nên tự tin hơn.
dạ, mở lòng ra hơn nha. Em cảm ơn chị. Ok, còn bạn trai thì chị nghĩ rằng trời ơi, hết cái số này phát sóng chắc nhiều cô gái sẽ gọi cho chương trình để tìm em quá. Một bạn trai rất là dễ thương. Rồi Tường cũng hy vọng là em cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha, phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì cũng cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với Cát Tường trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Còn bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, dạ, cảm ơn nhé. Thì mình xin thiệu mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Thì là mình đang định cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi đó, về, đúng không? Có đâu thì phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Mình là mẹ đang ở quận Tư. Sao không đưa mẹ vô luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ. Nên mẹ thích cái ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Ừ. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Ừ. Cụ thể là mình làm gì là vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như kiểu ở ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, gọn sắp xếp cho nó gọn lên ba lần, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì chữa bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ phải giống như bệnh Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ. Dạ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống ở một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có dịp nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng mà người thân của anh có ai bên đó không, mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ, mình ly hôn, ly thân với chị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của vợ. Rồi mình đã ly chị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang hộ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển, gọi là chăm sóc. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Mình là sinh đẻ ở bển. Nhưng mà người gốc Việt. Người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư, mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim là chủ Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó.
cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay có được lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn thôi. Yeah. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào lắm. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tế nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu để mất công, mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1.5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải, giải khá là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại như tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên, ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh đại khái là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để chứ anh không? Được chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bỏ lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bỏ lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu, anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em, giống như cái kiểu đó mình không có đưa ra cái được cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, anh hiểu em. Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức lợi dụng hoặc là thì nói chỉ tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi.
Không biết anh còn gì nữa. Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Ờ thì mình có chơi thể thao là mình biết ca rồi. Rồi mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái khuôn mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh rồi. Rồi thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Ờ cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Nhưng mà em biết rồi mà là, thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được đó. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Ờ đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ừ ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được phải không? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ờ thì mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thông mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà dạ, cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Ừ, không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Chứ thay đổi không khí thôi anh ơi. Ừ. Bữa nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không ạ, chứ không có trời, nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái đầm giờ mình không có xây dựng được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay ấy thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta na ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Ừ. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ đó, lâu quá mình không có ca hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu thì bạn gái nó không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không, thì vậy thôi. Rồi. Thì tối anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Mai nha. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, em tên gì? Là em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn... Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi, Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái... Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Ừ, quê Quảng Bình. Vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Dạ không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đâu, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thắc ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường có tháng thì 20, 20. Ừ. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chị đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Ừ. Tất cả hàng hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công, khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ em trực tiếp quản lý tất cả
Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không hay là có bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi thì mày điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu với nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tục đi. Không có ra, chưa kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Rồi chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện ông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em cần tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ. Bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không rồi được mấy năm sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Làm sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con là đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao rồi. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi. Em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi qua mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở tại 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao? Hai gia đình không đồng ý, hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Nói
chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Thế hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Ừ. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện, hiểu công việc. Ừ. Thế là được rồi, chứ không cần ngoại hình nào. Không mập lắm, em ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 hay có 50kg là quá ốm hơn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Ừ. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn cũng 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì... Lớn quá gia đình trợ gia đình phản đối đúng không? Dạ. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Ừ. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy là. Thôi tức là không ghen, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có ghen. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em.